trên đường hôn hô. Em tự hỏi mình ta đâu đi về đâu. Nếu ngày ấy em không đi về phía anh, không gặp nhau giờ này ta thế nào? Có khi nhìn kim đồng hồ quay, em tự hỏi mình. Vào một phút giây khác, có chăng mình trông thấy nhau? Nếu thời gian có quay trở lại, ngày em gặp anh đầy cơn gió bồi hồi, em sẽ vẫn bước về phía anh. Phía tâm xem bóng khung cửa sổ nắng nơi anh ngồi. Cảm ơn em.